Chào tất cả các bạn đang xem kênh của Nguyễn Trăng. Thì hôm nay Nguyễn Trăng sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn là tại sao khi dùng thuốc tái tạo da mà da vẫn chưa bong? Thì mình sẽ nói về cái lý do và tại sao và có những cái biện pháp để cho mình khắc phục nha. Thì cái điều đầu tiên thì mình nói về cái lý do. Cái lý do mà tại sao mà mình xài tái tạo mà da mình chưa bong. Thứ nhất là bạn sử dụng chưa có đúng cách và không đủ liệu trình. Và thứ hai là da bạn khỏe hoặc là da chai lì và khó ngấm thuốc. Thì mình sẽ nói về đầu tiên là cái về việc mà các bạn sử dụng chưa đúng cách, chưa đúng liệu trình là như thế này. Các bạn khi sử dụng thuốc tái tạo thì các bạn sử dụng chưa đúng cách là thế này. Ví dụ một ngày thường là da của các bạn sẽ thoa một ngày 2 đến 3 lần thì thuốc nó mới được thẩm thấu vào da được tốt hơn, đúng không? Thì khi các bạn có những cái lý do là các bạn nói là các bạn bận đi làm hoặc là các bạn vì lý do này vì lý do nọ đó, các bạn thoa thuốc, cái cách dùng của các bạn lại bị hạn chế đi và thiếu đi và kéo dài cái thời gian đi thì thuốc nó chưa có đủ liều lượng để thẩm thấu vào da của các bạn đó, nên cái thời gian bong nó lại lâu hơn. Và cái về cái vấn đề mà các bạn sử dụng chưa đủ liệu trình, thay vì ví dụ như cái tình trạng da của các bạn là cần phải sử dụng thêm những cái sản phẩm nào và sản phẩm nào, thì các bạn truyền tay nhau. Tại vì mỗi một người, một cái bệnh lý và một cái tình trạng da và một cái cơ địa da của mỗi một người nó lại khác nhau, không hoàn toàn giống nhau. Khi các bạn truyền tay nhau, thấy người này sử dụng đẹp, người kia sử dụng đẹp, các bạn mua đúng cái bộ sản phẩm đó, các bạn về sử dụng cho tình trạng da của mình nhưng mà lại nó khác, thì nó không đúng theo cái liệu trình đó, thì các bạn sử dụng vào da của các bạn nó không hấp thu tốt như cái bạn kia đó, thì gọi là các bạn sử dụng không đúng liệu trình thì da của các bạn cũng không bong. Tại vì sản phẩm bên mình là sản phẩm điều trị, các bạn phải được sự hướng dẫn của người điều trị và người bán để da của mình sử dụng những sản phẩm nào để nó được cải thiện tốt hơn và nhanh bong hơn. Đó là về vấn đề đó. Còn về cái vấn đề là tại sao mà da các bạn sử dụng có người 1 tháng, có người 20 ngày hoặc có người 10 ngày mà chưa có bong da. Cái đầu tiên mình sẽ nói về cái tình trạng da của cái các bạn ở độ tuổi trẻ nha. Độ tuổi trẻ thì các bạn thường á, các bạn dùng nhiều mỹ phẩm thì da các bạn sẽ bong sớm. Còn có những bạn ít dùng mỹ phẩm, da các bạn nó rất là khỏe. Thì khi các bạn khỏe, da các bạn khỏe thì các bạn thoa thuốc nó sẽ lại lâu thẩm thấu và nó sẽ có thể là lâu bong hơn, thì đó là bình thường. Các bạn cứ thoa tiếp, các bạn thoa ít nhất trong vòng 28 đến 35 ngày. Thì những cái tình trạng như thế nào thì các bạn có thể liên hệ đến cái người bán và người điều trị, người ta sẽ hướng dẫn cho bạn tìm ra một cái cách khắc phục để cho da các bạn mau thẩm thấu thuốc và có thể là nhanh bong hơn. Còn cái tình trạng thứ hai đó là ở độ tuổi. Ví dụ như một người về bệnh lý da, một cái cô đó khoảng tầm 47 đến 50 mấy tuổi trở lên, thì cái tình trạng da của cô đó là cái loại da là bị lão hóa da. Thì thứ nhất, trên làn da có bệnh lý là nám và khô ráp, khô cằn đi. Thì khi thuốc tái tạo nó muốn thẩm thấu được qua cái lớp tế bào sừng đó, nó phải mất được thời gian, đúng không? Mà các bạn cho khách hàng thoa có trong vòng khoảng ví dụ 10 ngày hoặc là 5-7 ngày thì tất nhiên là nó chưa có đủ thời gian thẩm thấu thì nó sẽ không bong. Và có những cái trường hợp mà các bạn thoa có thể là 20 đến 30 ngày mà da vẫn chưa bong là lý do thoa có thể là quá nhiều thuốc, da nó dẫn đến bị chai lì. Thì lúc đó các bạn làm cái phương pháp nào, các bạn có thể thoa giảm cái lần thuốc tái tạo xuống cho mình và các bạn có thể chuyển sang đắp mặt nạ cho mình hoặc là dùng dưỡng cho mình. Và sau đó mình tiếp tục mình sẽ sử dụng lại cái tái tạo đó thì da các bạn được mở biểu bì, được mềm. Đó là cái độ tuổi lão hóa và độ tuổi lớn. Còn nếu không nữa, một cái trường hợp nữa thì các bạn có thể cho người khách hàng lớn tuổi đó sẽ dùng một cái phương pháp peel da. Thì cái phương pháp peel da đó là bên mình đó là một cái loại chấm tàn nhang hoặc là nám đó. Các bạn quét một lớp mỏng thì thúc đẩy cái quá trình bong da nó nhanh hơn. Đó, tại sao khi lúc đầu mà mình không giới thiệu cho các bạn ở cái độ tuổi lớn đó, các cô các gì đó mà không dùng ngay cái lọ nhỏ đó mà phải dùng tái tạo ngay đầu tiên.
Nói chung mình nói là tùy theo cái mức độ tình trạng da cơ địa da của mỗi người. Nên nhiều khi có những người độ tuổi lớn tuổi mà da của mỗi người, nó dụ như có nhiều người ta sử dụng mỹ phẩm nhiều quá thì da người ta sẽ mỏng, thì người ta dùng tế bào nó rất là nhanh. Còn như là nhiều người á, nhiều khách hàng là da hơ, da mình nói đó, da lão hóa, da ít có chăm sóc và sần sùi và có thể là khô, thì nếu mà dùng tế bào vào thì nó rất là lâu bong. Nên mình cần sử dụng cái peel da của bên mình, đó là cái TCA, mình có thể là quét nhẹ. Và cái cách quét như thế nào để không gây ra những cái tình trạng tăng sắc tố và hoặc là những cái tình trạng mà không như mong muốn, thì mình có thể liên hệ tới cái người bán và người hướng dẫn để chia sẻ cái cách điều trị cho mình. Và mình cũng xin lưu ý cho tất cả các bạn nha, cái sản phẩm này là sản phẩm điều trị. Khi mà mình muốn da mình tái tạo được nhanh hơn, bong nhanh hơn, thì mình cần nên tìm một cái nơi nào uy tín và gõ nguồn gốc là hàng của công ty của bên mình phân phối. Và người đó phải chuyên môn để người ta xem da cho mình, và người ta sẽ đưa lên những cái liệu trình nào nó phù hợp với da của mình và thời gian nào để mình sử dụng nó hợp lý hơn, và được tư vấn cận kỹ hơn trong thời gian điều trị và thời gian tái tạo. Chứ để không mình sử dụng mới có 10 ngày hoặc là 20 ngày là mình bảo sao da mình chưa bong và mình sẽ cảm giác bị hoang mang đi. Nhất là những người truyền tay nhau đó, các bạn lưu ý cho mình, truyền tay nhau là nhiều khi cơ địa của bạn nó khác, cơ địa của người kia nó khác, nó hoàn toàn không giống nhau. Nên nếu mà mình sử dụng giống người kia mà 10 ngày bong, sao của tôi 20 ngày chưa bong, thì cái điều đó là sản phẩm nó không khẳng định được điều đó. Đó. Và thì mình chia sẻ những cái lý do mà các bạn sử dụng thuốc tái tạo sao mà không bong, với lại mà cái cách khắc phục á, thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin về sản phẩm hoặc là những cách điều trị, thì các bạn có thể là liên hệ qua số điện thoại hoặc là đăng ký kênh cho mình, theo dõi cho mình, và mình sẽ làm nhiều cái video hữu ích để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn. Các bạn có thể là liên hệ qua trực tiếp qua số điện thoại vẫn được nha, 0947892311. Chào tất cả các bạn.